Xin chào tất cả các bạn. Đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Jimmy Gamer và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái CD lùng khủng long này. Thì đây là những lọc lại đi. Mấy lần con bò ai đi. Rồi, thì tập trước chúng ta đã xây nhà, xây chuồng. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi mai. Ok, nó đúng là gì đi mai, và nó có thể nó xin làm được cái tổng nhà đời. Thì hôm nay mình có cài cái mod đây, đó là mod not good time để coi những cái gì đâu. Đây cái mô, như vậy cái mô click block ấy, nhưng mà click block click block cái bạn ấy có vàng vàng đầy đủ, có thể đôi mình cũng thêm mình như là 8 vàng. À, cái đó thì chúng ta cần có đá đỏ nè, đá đỏ. Sẽ làm một cái mắt người cũng thích ấy. Rồi, tập này chúng ta sẽ làm gì? Tập này chúng ta sẽ đi mai với cái kim cương. Đây là cái đường bắt kim cương thực hiện. Mình cũng thích tâm. Thank you.
con nó xong rồi nó bỏ chuồng ra nó cái cháu nó nhỉ. Xem nào, xem nào cái hàng ở đâu, cái đầu thấp thì đi lắm, à đây 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 mở đây. Ồ, mình quan sát cho mình một cái sắt rồi, mình lại cứ, mình cứ lại, để ra xem cái xuống nè, dạ, bây giờ, như này như thôi thì phải như vậy chứ mình cũng lo thôi để mình không muốn làm cái gì nó dài quá à. Con các thanh niên lại chán chán mình biết gì thôi mình dài quá mình là nó dài ấy mình nó không biết là ai mình là mày mình dài nó hay tới với những tập của anh quay cũng lâu thì sẽ đi mang thì sẽ để là xem nước có sợ ok rồi thì tiếp tục cái công việc là đi mang của mình ôi sâu đấy mình thích ha. Ok rồi, thực chưa ăn nhầm nên có sai được dư cương lâu rồi để xem chân này ôi mới tầng 50 quá là bà nè rồi tăng nào tăng ra tăng ra cái này ây da ây da ây da không phải có Minecraft như thế này thì nó có một cái rất là hay đó là cái gì mà khi mà mặt mình che thì nó sẽ có một cái ống thép như kia và cái gì mình quay là mình nghĩ là cái ba cái bút xi này sẽ làm một cái kiếm sắc hơn nữa đúng không ạ rồi đẩy vô rồi mình đi các bạn không được nó gần đây là chiếu chiếu là quay trở lại chỗ mà đi ngủ á là cái chỗ của mình cái chỗ được chỗ mình sẽ nói đi đi mà đi nhiều á để cho nó quay khi nào mình phải xuống nhà mình rồi này cứ xem video tiếp đi rồi mình đem mình cà rốt xuống đây mình rồi ra số này rồi mình xử lý này lịch xếp hai sáu ba hai lịch xếp hai lịch xếp hai lịch xếp
Thank you.
kỷ niệm 40 subscriber của mình. Yeah. Wow. Sửa mình không mà mình đi thăng trên mình chỉ cần nghe thôi mình có thể nhớ thăng trên là đơn mình cần cái độ mình cần cái cách kia mình cần cái đầu mình nhìn cái mặt chết tập đầu mày không cho tao lấy kim cương luôn là phát mày từ đầu mình chết người nó
nhiều cái hay luôn, khá là thứ này. Cái này thứ nhất là cái hai là cái tương tư sẽ nhiều hơn. No football, no football, no. No football. Football là gì? Bỏ cái F này. F thì football. Giờ đi đâu tìm cung cướng nè. Thank you.
Thôi kim cương. Dạ. Yeah. Không như tập đoàn nữa, bây giờ là hai viên. Bây giờ là hai viên như này, hai viên. Giờ mình đang sung sướng đây này. Cái này không có đúng hai viên không? Còn sống đây. Ủa nó hai viên, có đúng hai viên luôn. Thế nó cay. Hỏi anh em. Anh em tăng cường có một đây, cái gì cơm nào. À, anh em không nào đến đây được. Anh em được hai cục kim cương rồi. Rồi, cái gì? Ok. Rồi, mình sẽ về nhà. Rồi, chúng ta có hai viên kim cương rồi. Về nhà ok mấy các bạn nhà của mình lo nha em về nhà này rồi anh chung này đi mai cũng tốt và các bạn sắp được xem mình nó có cái vlog đấy các bạn như thế nào vlog thì không biết là có ai mà lúc vlog của mình chưa nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ mở cái tiệm lớp cái tả vào đây cái tiệm lớp sao cô ok chúng ta có một cái tiệm lớp và mình sẽ mở luôn
giờ ơi, cũng không ngờ bắt cóc người thế luôn, cái gì đâu tăng. Giờ mình 40 sụp đúng không? Mình là mình học bốn cái khóa tiktok tốc, bốn cái khóa tiktok tốc nãy là mà mình không biết mình có đủ không nè. Trời ơi, trời ơi, chữ rồi cái lắp cái lắp nữa là mình nghĩ là đủ đấy. Rồi ok, rồi coi nhé, rồi ơi có đủ mình hai rồi, sức mạnh năm ồ và hai sức mạnh năm. Là bây giờ mình lấy xét ra được là cái gì nó cần ba lớp sắt, ba lớp sắt ba lớp sắt thật là như thế này, sau đó là lớp đó ra cái gì ok, cái gì này đặt lên nhà đi cho đẹp rồi. Và mình mình còn một cái block nữa. Rồi đúng rồi, mình nói cái block block này. Mình vào luôn ngồi cái. Rồi. Rồi. Bây giờ mình cứ tích đồ vào. Không là lát nữa mình lấy không được. Đồ khác. Cái thế vào. Rồi, rồi mình nghĩ là 40k sợ sợ. À 40. Có mà subscribe mình sẽ mở đúng một cái lớp TikTok và như như đúng này quá mình sẽ mở bốn cái lớp TikTok và vừa đổ lớp TikTok luôn, mình vừa đổ vàng luôn, không ăn canh cả đó. Đó. À, bây giờ mình sẽ làm một cái lớp TikTok này, cái lớp TikTok và ba cái lớp TikTok ba cái và cái lớp TikTok. Ok, bây giờ mở xem đủ của đẹp rồi. Rồi, nó nè, các bạn đặt mua. Ôi, hay luôn, cho nó đẹp tí rồi. Rồi, đặt nè. Rồi, xíu, đưa con. Đưa ạ, khói, đây là cái gì? Ôi, quay, quay, quay. Ôi, đó bắt. Ê, cái này là anh tóc thì tóc cái nhà. Ủa, à không đâu, không phải anh tóc thì tóc. Ủa, chết rồi, cái này của tôi rồi. Rồi. Nên mà anh tóc thì tóc cái nhà này, nó có cho mình block sắt này. Nó cho mình block sắt nhưng mà bay, nó làm bay hết cái chỗ này của mình rồi. Ủa, ôi. Anh cho mình, nó có cho mình cái block sắt này. Đấy. Chứ nó không cho mình cái gì, nó có sắt này rồi. Cho nó mình sẽ nó mà lại sau chơi nhiều quá đây rồi, còn kép lóc kép lóc mà đây là kép lóc kép lóc cuối cùng và mình nó luôn đi làm sao xong và mình sẽ dùng cái con này vào sau. Rồi ấn lóc kép lóc rồi xong thôi rồi, ta giết lấy con đó. Ôi sao mình lại lóc kép lóc hoàn kỹ nha, lóc kép lóc là cút 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 cút. Mày đứng vô nước đi, mày đứng vô nước đi, mày chết đi. Ôi, sắp chết xong rồi, tôi sắp chết rồi. Ôi, em chờ đó nha. Mày chết rồi, chẳng chết rồi. Chết đi con. Con này là như boss này giết nó chết thì không biết là mình có được đồ không nhỉ. Nó để mình cứ giết nó chết à, rồi mình tính xong. Cái này mình chẳng hóa hay sao mình.
tôi cũng mở cái lớp được đồ ngon chứ mà nhưng mà tôi có con chó này, con chó đi đi chết đi chết ai trời ơi sau kia trời ơi chết rồi trời ơi chết nữa rồi bà hú rồi con này đánh nhẹ giờ phát giờ phát giờ phát anh biết chiều mày rồi giờ phát rồi giờ phát mày giờ phát mày đấy giờ phát mày giờ phát mày giờ ôi ôi chi mày mà ôi ôi con này ăn này quay nó một chút thôi rồi cái chết với con này này mà mình vẫn không muốn làm cái gì làm được rồi bà uống mày con này wow mình fail rồi không biết làm rồi fail rồi ôi giời sao mình lại gặp cái con này đây chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi ôi chết đi trời ơi nó không chết nó cháu này ai giải thích được nhau con này cháu nó chứ con này chưa được giết con này ôi ôi rồi em chưa rồi ôi ôi sao nó không chết là sao nhỉ sao bắt này chết mấy lần rồi bố mày mày ra đây con này mày không chết tại sao mày không chết giờ phát giờ phát giờ phát giờ phát giờ phát phát giờ phát phát giờ phát rồi anh kéo này chết giờ phát mày xuống này giờ phát giờ phát này xuống này giờ phát giờ phát ngồi ngồi xuống này giờ phát 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 không chết kìa ôi giời ơi không hiểu sao không chết à chết con này cái mày quá rồi mày là cái con gì mà không chết thì mình làm giờ phát mày này ủa rồi mày chết đi là vừa mày chết đi là vừa chết đi vừa chết đi là vừa rồi mày không chết cơ sao mày không chết cơ không chết rồi không chết rồi rồi không có làm sao không chết rồi nó ra nước đi ra nước đi ra nước không chết luôn trời ơi chết rồi không hiểu tại sao nó không chết từ 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 bỏ nó đi rồi ok con này sẽ kết thúc tại đây không không sẽ bỏ một con này rồi biết đó thì biết sau rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong cái series đồng phong làm tập tiếp theo của series Minecraft của mình và nếu các bạn có biết cái xe này thì mình cũng có làm một lần một xe xoan cho nó đúng người đó nếu xe video chung nhé cái okay.